Unbox những set quà Tết độc đẹp lạ. Unbox giỏ quà Tết 334 xu, shop nổi tiếng với những nguyên liệu nấu ăn được nhiều tiktoker review trên TikTok. Nay cùng tôi unbox set quà Tết của bếp mẹ Onishi. Hello TB nè. Tất cả đã được đóng gói nhỏ gọn trong một cái giỏ đan bằng tre truyền thống. Cái này của tôi là combo Tết mãi vui 334 xu với 6 hũ muối ngàn đỏ xanh vàng gì cũng có hết, nên đầy màu sắc trông đơn giản mà bắt mắt. Mà do số lượng đơn nhiều không kịp về hàng nên giỏ của tôi chỉ có 5 loại khác nhau là mứt đào hồng, chùm ruột chanh dây, xí muội, xoài sấy dẻo và kiwi sấy dẻo. Cũng có gửi kèm nốt mong thâm cảm vì có 2 hũ trùng nhau, nếu ai tính mua để tặng thì nên nhắn cho shop trước nha. Cái món mứt này thì được cái dễ ăn, người lớn trẻ em đều ok, mua làm quà Tết cũng hợp lý. Mỗi hũ là 200 g, được 6 hũ cũng nhiều, đóng khói chỉnh chu. Review xíu về chất lượng thì hơi ngọt xíu. Mát nhất chắc là cái mứt đào hồng với là chùm ruột chanh dây. Bộ thì chưa có được chua lắm, còn xoài và kiwi thì không rõ vị. Và cái này thì cũng tùy khẩu vị của mỗi người thôi ha. Set quà Tết này nó cũng không có mắc lắm. Mà đang tìm quà Tết thì thử tham khảo shop này. Đón xem series unbox quà Tết tiếp theo của tôi nha. Quà bánh kẹo ăn vặt ngày Tết review trên TikTok chưa đến 400 xu. Cùng tôi unbox xin liền nha. Hello TB nè. Vô tình lướt TikTok thấy có hộp quà bánh kẹo. Vì đóng gói cũng lạ hơn rất là nhiều, đơn giản nhưng mà chỉnh chu. Cái này mua tặng đồng nghiệp, bạn bè hoặc là người yêu cũng rất là hợp lý. Trong đây sẽ bao gồm bánh bi sữa, bánh que, bánh trứng, snack sữa, rồi có cả bánh Danisa Việt Quốc, chocopa vị đào cũng lạ lạ. Đúng là chuẩn những cái món mới. Cái bánh quy tuổi thơ này quen ha mọi người, phiên bản Việt Quốc và cái chiên cũng màu đỏ xinh xinh hợp không khí Tết. Bên trong sẽ có Việt Quốc khô nữa, chua chua ngọt ngọt. Rồi chocopa thì vị đào, xinh xỉu hoang đào mà. Rồi cái lớp marshmallow bên trong dẻo dẻo, vị đào hồng hồng nhưng mà có điều không có rõ lắm, tôi thấy nó ngọt á, nó không ngon bằng original. Thôi thì được cái mã cũng đẹp đẹp. Đến là bánh koji, có bánh xốp vị dâu the the. Thì bao bì của bánh đều là màu đỏ nên đa số sẽ nghiêng vào vị dâu ha. Nói thiệt ra thì đây cũng không phải là quà Tết trang trọng quá, nhưng mà đơn giản là những cái box toàn vặt. Mà bao bì thì phiên bản Tết với các màu đỏ vàng hồng. Lâu lâu đổi gu tặng quà cũng được, mà bắn mặn bắn ngọt gì cũng có. Một hộp trên dưới 10 món. Có mấy loại lạ lạ mà cũng có mấy loại tuổi thơ ăn hoài luôn, sữa thì 4-5 hộp. Vậy thì tính ra chưa đến 400 xu, quá hợp lý. Cái này mà sắc về quê ăn Tết là mấy đứa em họ khoái lắm nè. Đây là tập 2 của series quà Tết. Box set quà Tết chưa tới 200 xu trên sàn S sẽ có gì? Cùng tôi unbox thử nha. Hello TB nè. Tiếp tục series ăn vặt ngày Tết thì tôi kiếm được cái set quà này chỉ có 200 xu. Đóng gói đồ tuy đơn giản nhưng mà nhìn chắc chắn, đựng trong hộp gỗ siêu nặng. Mỗi set sẽ có một cái tông màu chủ đạo, hợp không khí Tết. Ví dụ set này là màu vàng, có 4 món, cũng là những cái thương hiệu nhỏ Việt Nam và đồ ăn vặt nội địa Trung. Đầu tiên có trà gạo lứt dành cho team thích uống trà hay có thể pha cho người lớn trong nhà, một hộp tầm 7 đến 8 gói. Cần pha với nước sôi là xong. Kẹo nít kịch này hay còn gọi là kẹo hạnh phúc thì cả người lớn hay trẻ em đều ăn được. Bên trong có mấy cái loại hạt ăn bùi bùi. Tiếp theo là một gói nho khô mà cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà với mức giá vậy thì cũng không đòi hỏi gì thêm đâu ha. Tôi nghĩ cái set quà này tặng cho kiểu người lớn tuổi sẽ ok la hơn. Và cuối cùng trong set này chính là Oreo, nhưng không phải là Oreo mà cũng là nát Oreo. Cái này để dành đãi khách đến nhà ngày Tết nè. Set 4 món 198 k, thêm phí ship từ Hà Nội và Sài Gòn thì tầm 220 thôi. Mua để thắp hương thì ok, chứ đem đi biếu đối tác họ hàng thì không có nơi. Vậy là hết tập 4 rồi, mấy bà chấm được set nào chưa ta? Bye bye.